Bạn trở lại với số hỏi đáp thứ 84 của kênh công nghệ TND. Và hai anh em mình hôm nay gồm Lương và Tưởng vẫn như mọi hôm sẽ thay nhau trả lời những câu hỏi của các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Vâng, xin chào tất cả các bạn và câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Bong Gaming. Chào anh, em đang có khoảng 25 triệu và có thể lên một chút. Anh tư vấn giúp em một con laptop nào công việc chủ yếu đó là code này, nhưng cũng cần cấu hình khá trở lên, RAM càng cao càng tốt, hoặc có thể nâng cấp và chủ yếu là ngoại hình đẹp. Tầm 25 triệu mà ngoại hình đẹp anh thấy cũng khá là nhiều mẫu máy tính đấy em. Nếu mà trong cái phân khúc máy doanh nhân mà anh nghĩ là nó nhẹ ấy, thì em mua con MSI GF là dòng mới. Trong lượng máy nó chỉ có 2kg thôi. Chiếc máy chạy i7-8750H, còn nếu mà em muốn lâng RAM cao ấy, thì em sẽ để RAM khoảng 16GB. SD128 cộng với ổ 1T. Và cặp màn hình của nó là GTX 1050 Ti thì giá nó sẽ khoảng 25 triệu rưỡi, anh nghĩ là phù hợp với em. Còn nếu mà thích một chiếc máy mà kiểu dáng chắc chắn và đậm chất gaming mà ngon lành thì em có thể chọn con Dell G7. Mà không biết là đẹp của em ở đây là đẹp gì. Còn nó đẹp thì cũng có thể những dòng Ultrabook thì vẫn có thể làm lập trình code rất tốt, nhưng mà ngược lại thì nó lại chạy chip U. Mà U thì lập trình thì vẫn có thể được, nhưng nó sẽ không khỏe bằng dòng chip HQ. Thì em cân nhắc trước khi em mua. Còn trong cái phân khúc máy của em thì nó có nhiều dòng phết đấy, chứ không phải là ít đâu. Còn nếu mà chấp nhận mua máy cũ mà đẹp thì anh nghĩ là con Dell XPS 9550. Con này là hàng sách về thì thường nó giá cũng khoảng 25 triệu rưỡi. Sẽ trang bị là i7-6700, 8GB RAM, SD256. Con máy này thì viền màn hình tràn nó rất là đẹp, tỷ lệ màu rất là cao và chip. Mà có cả màn hình rời đó là GTX 960. Nó sẽ hỗ trợ em lập trình khá tốt. Còn nếu mà lâng RAM lên 16GB thì nó sẽ khoảng 27 triệu. Em chú ý cân nhắc trước khi em mua sản phẩm. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn 404 Not Found. Theo anh thì Acer Helios 300 và MSI GE72 đều là GTX 1060 6GB thì chiếc nào ổn hơn? Anh sẽ phân tích một chút về cấu hình. Hai chiếc máy này có thể là cấu hình gần như là tương tự nhau. Và bản thân con Acer Helios 300 thì con này đã từng review, nhiệt độ rất mát mẻ. Nhưng em chú ý là hai con máy này là hai phân khúc màn hình khác nhau nhá. Ví dụ như là con Helios 300 thì màn hình nó là 15.6 inch, sẽ dành cho những người cơ động di chuyển đi lại. Và con GE72VR thì con này nó là màn hình 17.3 inch, nó sẽ có thân hình lớn hơn và chủ yếu là những người làm việc một chỗ và cái thời gian online dài thì lên chọn màn hình 17. Còn nếu mà thích máy mát mẻ thì anh nghĩ là con Acer Helios thì khá là mát. Ở đây chỉ cân nhắc giữa việc em dùng màn hình 15.6 hay màn hình 17.3 inch, chiếc máy nào phù hợp thì em dùng em nhé. Và câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Minh Nguyễn. Anh ơi, nên mua FX 505GD cặp 1050 hay là Acer Nitro 5 bản 1050 Ti, hai con này bằng giá và em thấy thì FX 505 có cái chất lượng build nó tốt hơn. Có một điều anh phải nói thẳng với em như này, mặc dù là chất lượng của FX 505 build được tiêu chuẩn STD 810G, nhưng có một cái điều anh không hài lòng cho lắm, đó là cái nhiệt độ trên máy khá cao. Nếu em chỉ sử dụng các công việc cơ bản đồ họa ở mức tầm trung và làm văn phòng thì chiếc máy hoàn toàn đáp ứng tốt. Còn nếu mà em mua về để cày đồ họa chuyên nghiệp cũng như game chuyên nghiệp thì chiếc máy nó có cái nhiệt độ khá là cao. Mặc dù nó vẫn có thể cho phép là máy chạy nó không bị treo giật, mà tương lai lâu dài thì sẽ không biết nó như nào. Còn nếu mà thực tế Acer Nitro thì phiên bản này như nhà anh đang bán thì nó cũng anh bán có dưới 19 triệu rưỡi thôi. Nó trang bị i5-8300H, RAM 8GB SD256 và cặp màn hình GTX 1050 Ti, màn hình Full HD IPS. Mặc dù là cái kiểu dáng nhìn thì có thể là cục mịch gaming hơn một chút so với FX 505, nhưng anh khẳng định nhiệt độ nó mát hơn khoảng 15 độ so với phiên bản FX 505 nếu chơi cùng một phần mềm, cùng một game. Thì ở đây cân nhắc xem là cái việc em dùng cái công việc thực tế em dùng nó như nào. Còn nếu mà sử dụng bình thường một game mà cứ chơi khoảng vài ba tiếng một ngày thì FX 505 nó sẽ đáp ứng tốt nếu mà em thích. Còn nếu mà sử dụng lâu dài mà cày chiến liên tục thì anh nghĩ là con Acer Nitro 5 nó sẽ có cái hệ thống tản nhiệt tốt hơn. Mà kể cả con Acer Nitro 5 nó có cái màn hình IPS rất đẹp và sáng luôn. Hy vọng bạn sẽ tìm lựa chọn tốt cho mình. Và câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Lê Trung. Ask cho mình hỏi đó là GB73 Leopard 8RD này và con i530 với FX505GE thì nên mua máy nào? Là một sự so sánh phần khúc. Vừa nãy thì anh cũng đã nói rồi, dòng GP73 thì nó chỉ khác hai con kia, đó là màn hình 17.3 inch, nó dành cho những người mà chơi game nhiều và thời gian on trên máy nhiều. Nếu mà em cái thời gian làm việc và chơi nhiều ấy, thì em chọn con GP73 sẽ tốt hơn. Phân tích một chút về i530 và FX505. i530 và FX505 thì cái cấu hình có thể là gần như tương tự nhau. Và kiểu dáng của hai con cũng khác nhau.
Asus thì được cái là nó có một cái viền màn hình mỏng giống như i530, nhưng mà GE thì nhiệt độ hơi cao một chút, thì nếu mà bỏ qua được phần đó thì có lẽ là Asus cũng khá là ok bởi vì chất lượng build chiếc máy đó tốt. STD810G hình như anh cũng chưa thấy cái dòng gaming nào có tiêu chuẩn STD giống như chiếc máy chạm, nhưng không hiểu sao thì con đó Asus để đạt được tiêu chuẩn, nhưng mà tiêu chuẩn nó ghi thôi, chứ còn nếu mà để đạt độ bền mà thử nghiệm giống như kiểu Dell hay là HP và cái dòng ThinkPad ở thử nghiệm thì không biết là nó có trụ bền được như thế không. Chưa, bản thân anh thì cũng đánh giá con Epic 505 rồi, chỉ duy là thấy nhiệt độ nó hơi cao thôi, còn máy chạy cũng khá là ổn. Với ba chiếc máy này thì mình thấy thì cái thiết kế của i530 và Epic 505 GE thì nó theo cái xu thế mới là màn hình tràn viền. Hơn nữa thì con Epic 505 GE lại có cả cái bàn phím dạng LED RGB, nó rất là đẹp. Và nếu mà bạn thích lựa chọn những chiếc máy nó gọn gàng và nó rất là sành điệu thì nên lựa chọn Epic 505 GE. Và câu hỏi tiếp theo đây từ bạn là Big TQ. HP 8470P, chip 3360M, nâng lên con chip nào để chiến game tốt vậy anh? Và cho em xin chip với giá nữa. Thực ra thì dòng 8470P sử dụng dòng CPU thế hệ thứ 3 thì anh nghĩ là cũng khá là lâu rồi. Nếu mà chơi game ở đây thì cái CPU nó không quyết định quá nhiều, trừ ra các game giả lập. Còn nếu mà chơi game thì nó cần cả màn hình nhiều hơn so với CPU em ạ, và RAM nhiều một chút. Chiếc máy của em nếu có nâng cấp vào thì em chỉ nâng được con i7 đó là 3620M. Nếu mà đổi chip thì anh đổi cho em giá nó khoảng 1,2 triệu. Ngoài ra thì em nâng ra lên 8GB, có ổ cứng SD thôi. Còn chiếc máy của em thì nói luôn là nó không chơi game gì khủng cả. Anh nghĩ đây chắc là em đọc này thì nó còn cạc on rồi, thì nó chỉ chơi được những cái game giả lập. Nếu game giả lập thì mới cần đến CPU nhiều, RAM nhiều. Còn nếu game thông thường thì không cần đấy bạn. Đúng rồi, ví dụ như là chúng ta vẫn có thể chiến tốt được với chiếc máy này. Và câu hỏi đến từ bạn Đức Duy Vlog. Nếu nhu cầu của em đó học tập, thỉnh thoảng thì chơi game và dựng phim thì mua máy nào tầm giá 15 triệu? Trong phân khúc 15 triệu này có lẽ là cái phân khúc mà anh nói luôn, sinh viên dùng nhiều nhất. Nó sẽ có hai sự lựa chọn cho em, đó là các dòng máy chạm chuyên nghiệp để dùng để dựng. Dựng ở đây cụ thể đó là các phần mềm như là Revit này, Adobe Premiere này, nói chung là những cái phần mềm dựng hình ảnh hoặc là cái không gian mô phỏng. Thì em sẽ chọn các dòng máy chạm, ví dụ như là M4800 trong phân khúc máy của em này, HP 15 ZBook G2 và ThinkPad W410, đó là những chiếc máy chạm. Ngoài ra thì em hoàn toàn có thể chọn những dòng máy mà gaming sẽ được trang bị cái cấu hình nó cao hơn, mặc dù là tiêu chuẩn độ bền có thể là thua máy chạm một chút. Tầm tiền của em thì có lẽ là ngon nhất là con 7559. Nó sẽ chạy i5-6300HQ, RAM 8GB SD128 cộng thêm một ổ 500. Giá bán trên thị trường dao động khoảng hơn 14 triệu một chút. Thì nó sẽ rất là phù hợp với em nhé. Và chúng ta sẽ đến câu hỏi tiếp theo rồi bạn Quang Huy Lê. HP ZBook 17G2 chạy core bao nhiêu? 17G2 thì anh review này khá là kỹ mà em. Không biết em hỏi core bao nhiêu đây, chắc là em hỏi là core i7 đời bao nhiêu đúng không em? Nó con này thì nó như nhà anh đang bán, nó là i7-4900 là rất cao đấy em ạ. Cạc màn hình thì con này nó có thể thay thế nâng cấp, ví dụ là chạy cạc Quadro K3100, K4100 và K5100. Máy có thể nâng cấp tối đa nó là 32GB RAM em nhá, màn hình 17 inch. Chiếc máy này phù hợp với chủ yếu các kỹ sư đồ họa và những người chơi game ở mức hạng trung, nó sẽ phù hợp. Nó chủ yếu là những người chẳng hạn như ngồi làm việc một chỗ, ví dụ vẽ vời, thiết kế hoặc render thì dùng dòng bằng ZBook 17G2 nó sẽ hợp lý em ạ. Câu hỏi tiếp theo từ bạn Cường Trần, em có khoảng là 15-16 triệu thì em học đó là AutoCAD và PSTeam, và anh có thể giới thiệu cho em với được không? Tầm tiền này thì em cứ chọn mấy con gaming, ví dụ như là Dell 7559 này, Dell 7566 này. Ngoài ra thì nó sẽ có các dòng MSI, Asus hoặc Acer đều được. Cái nghề của em thì chú ý thì thông số cho anh là như này. Thứ nhất là có ổ cứng SD ít nhất là 128GB, RAM 8GB và cấu hình thường khoảng là Core i5 đổ lên. Còn ngoài ra thì em hoàn toàn có thể chọn mấy con chip U nếu mà dùng những cái công việc lập trình. Nhưng mà chú ý chip U thì nó hơi yếu một chút. Còn nếu mà tầm tiền mà thích máy kiểu trâu bò mà kiểu khả năng giống như các kỹ sư họ làm việc thì giống như câu hỏi của bạn trên, đó là em chọn các dòng máy chạm. Nó sẽ dao động tầm khoảng 15 đến 17 triệu, bao gồm các dòng máy Dell, ThinkPad và HP em nhé. Câu hỏi từ bạn Nguyễn Hoài, em có khoảng 20 triệu đồng và muốn mua một chiếc laptop đồ họa tầm trung và thi thoảng chơi game nhẹ thì nên mua máy gì? Tầm 20 triệu thì có nhiều đối thủ lắm em. Bán được nhiều nhất thì có lẽ là Dell G3, chiếc máy có thiết kế tối giản vừa đi làm vừa đi học và thậm chí có thể đến các công ty làm việc bởi kiểu giá của nó là business. Giá bán của cửa hàng anh đang bán là i5-8300H, RAM 8GB, ổ 1T, chưa có kèm SSD em nhá, anh bán là 19.900.000. Máy mới luôn. Và đợt này bọn anh đang sale chương trình 30/4/1 nên em mua sẽ được giảm 500.000 nữa, thì nó chỉ còn 19 triệu thêm cái SSD vào cho nó dùng cho nó ngon. Ngoài ra thì nó có Acer Lenovo 5, trong cái phân khúc máy của em có lẽ là một chiếc máy khỏe nhất bởi vì được trang bị i5-8300H,
SSD 256GB và cả màn hình của nó là GTX 1050 Ti chứ không phải 1050 thường. Nó sẽ hỗ trợ em chơi game như làm đồ họa rất tốt. Ngoài ra thì nó có thêm con HP Omen phiên bản 15 cũng i7-7-7 luôn, RAM 8GB OMT và cũng GTX 1050 Ti giá 19 triệu em ạ. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn là Luân Trần, dòng gaming mua chip đời 4K 760M có được không anh? Dòng này thì thường nó sẽ dao động ở mức từ khoảng 10, nói chung khoảng 10 triệu. Đời 4 thì có lẽ là con này là con cấu hình là chấp nhận được em ạ. Nó chơi các game hạng trung, thậm chí là có thể bắn được PUBG, nhưng mà nó chỉ bắn được ở mức FPS khoảng 40, hơn 40 một chút thôi. Thường những dòng máy nó có tầm tiền là trên 10 triệu hoặc dưới 10 triệu một chút, tùy vào dòng máy. 765 thì anh nói luôn là hơi đuối em ạ. Nếu mà dòng này thì em cố gắng chọn một chút, ví dụ con Dell 7447, nó chạy con GTX 850, anh nghĩ là ổn hơn với dung lượng card 4GB. 765 về RAM của nó có 2GB thôi em. Và thưa các bạn, đây cũng là cái câu hỏi cuối cùng của số hỏi đáp ngày hôm nay. Như mọi hôm thì cứ 2 ngày anh em mình sẽ có một số trả lời như này. Hỏi thắc mắc cũng như hỏi đáp cần tư vấn gì đó thì anh em cứ đặt lại ở bên dưới. Và để ủng hộ chúng mình thì các bạn like và chia sẻ những cái bài viết như này. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn.